Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Nông nghiệp TV. Thì hôm nay với cái clip này mình xin chia sẻ về cái hóa chất mà ta thường sử dụng trong cái ao nuôi thủy sản, từ tôm, cá, lươn, ớt hay là ba ba nè. Vậy các loại hóa chất đó có công dụng ra sao và những lưu ý gì khi sử dụng trong ao nuôi? Thì với cái clip này thì mình xin chia sẻ cho các bạn. Thì trước hết mình sẽ nói về một cái loại các bạn thường hay gặp, đó là vôi. Thì vôi, cái liều lượng của nó, nếu như các bạn cải tạo ao nên dùng vôi nóng nha. Vôi nóng là vôi CO á, các bạn có thể dùng là 10kg trên 100m², hoặc là 100kg trên 1000m², hoặc là 1000kg trên 10000m². Còn khi các bạn mà sát khuẩn trong cái ao của mình đang nuôi thì các bạn cứ dùng vôi lạnh á, vôi mà CaCO3 đó, các bạn dùng khoảng 20kg đến 30kg trên 1000m³, như vậy nó sẽ rất là an toàn. Còn cái vôi nóng á, thì tốt nhất các bạn nên sử dụng trong cái việc mà cải tạo ao. Còn mà khi các bạn sử dụng mà xử lý vôi cho bè với cái liều lượng là 2-4 trên 10m³ nha các bạn. Cái công dụng của vôi rất là nhiều, ví dụ như là hạ phèn, tăng độ kiềm, diệt được cá tạp, địch hại và các mầm bệnh trong ao, thì giúp cho mùng bã đáy ao được phân hủy, kích thích tảo phát triển, hỗ trợ trong cái việc mà hình thành vỏ và cung cấp canxi cho các loại mà giáp xác á, ví dụ như là tôm, cua hay là ốc nè các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ nói về cái muối. Với các bạn nào nuôi lươn thì các bạn cứ dùng khoảng 2kg trên 1.000 lít nước nha. Đó là cái liều lượng 2/1000 đó các bạn. Còn ví dụ như 3/1000 là 3kg trên 1.000 lít nước. Có nhiều bạn cũng sợ là sử dụng cái liều như vậy thì có quá cao không, con lươn có chịu nổi hay không. Thì thật ra mình chỉ sử dụng có 2/1000 thôi. Con lươn nó có thể sống tới 4-5/1000 nữa. Nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Về cái công dụng của muối thì nó cũng có rất nhiều công dụng. Ví dụ như là làm lành vết thương nè, rửa trôi vi khuẩn nè. Nên muối các bạn có thể dùng trong cái việc mà đang nuôi hay là trong khi mà thả cá giống á, thì cũng rất là hiệu quả nha. Thì tiếp theo mình sẽ nói về một loại hóa chất, đó là Ronanbo. Cái công dụng của Ronanbo khó có hóa chất nào mà nó cạnh tranh lại được, vì nó diệt được tất cả các loại nấm, vi nấm trong cái môi trường thủy sản nữa. Từ cái nấm mật thấp đến cái nấm mật cao. Ví dụ như nấm mật thấp là Aedes aegypti xóa lẹt nè, hay là Brachiomycete, Sabolinia. Còn cái nấm mật cao như là Fusarium hay là Otrogonis nè, cũng rất là nhiều. Còn những cái công dụng khác đối với tôm, đó là các bạn sẽ hạn chế được cái bệnh về gan hay là cái bệnh mà đường ruột. Còn các bạn nào nuôi ốc thì sẽ ngăn ngừa được cái bệnh mà xương vòi. Các bạn nào nuôi cá thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà tụt nhớt hay là lở loét nữa. Có nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy cái Ronbo, Formaldehyde, Glutaldehyde và Cocisa là ba cái hóa chất diệt nấm rất là hiệu quả nha các bạn. Nhưng mà theo mình thấy cái Ronbo này nó chuyên dụng hơn. Các loại hóa chất thì mình chỉ nói sơ về cái liều dùng thông dụng vì mỗi công ty nhưng lại có cái liều lượng khác nhau. Nên các bạn khi mua cái sản phẩm nào đó phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để cho nó hiệu quả nha. Cái hóa chất các bạn sử dụng quan trọng lắm. Ví dụ như cái liều dùng á, ví dụ như các bạn xài cái liều dùng thấp thì con tôm, con cá nó sẽ không hết bệnh. Mà nếu như các bạn dùng cái liều cao thì sẽ dễ gây stress làm cái vật nuôi thủy sản của các bạn á, nó càng bệnh nặng hơn nữa. Ví dụ như vậy. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái BKC. Thì BKC nó sẽ tiêu diệt được cái nguyên sinh động vật, diệt được nấm, tảo, vi khuẩn, virus. Những cái loại virus có vỏ bao thì nó diệt được nhưng lại không có tác dụng đến cái con virus không có vỏ bao. Thì đặc điểm của BKC là như vậy á. Thì ngoài ra nó còn hỗ trợ trong cái việc điều trị bệnh trắng mang, trắng gan ở cá, đặc biệt là các bạn nuôi cá tra, cá lóc. Nếu như các bạn kết hợp Formol với cái BKC thì nó cũng sẽ tăng tác dụng nha. Và các bạn có thể kết hợp được BKC với Glutaldehyde nữa. Thì BKC mà kết hợp với Glutaldehyde thì nó sẽ diệt đêm được cái ký sinh trùng luôn ha, ký sinh trùng ngoại. Một cái lưu ý khác, nếu như mà trong cái môi trường có hữu cơ cao, có độ cứng và cái độ đục cao sẽ làm giảm tác dụng của BKC. Thì cái loại này nó rất là khó chịu cho cái người sử dụng, nó cái mùi nó rất là nồng và cay con mắt. Thì tiếp theo mình sẽ nói về Glutaldehyde. Công dụng của cái Glutaldehyde là nó sẽ diệt được khuẩn gam âm, gam dương, như là các bệnh như xuất huyết, lờ mắt hay là những cái loại mà tảo, nấm. Ngoài ra nó diệt được cái virus, bào tử, vi khuẩn của các bạn. Còn cái lưu ý khi sử dụng Glutaldehyde là nó sẽ không ổn định ở nhiệt độ cao, do đó nên sử dụng các bạn phải sử dụng trời mát. Còn với các bạn nào mà ở miền Bắc á, khi mà có cái nhiệt độ lạnh á,
Thì nếu sử dụng cái rutandihide này thì nó sẽ có hiệu quả ngay nha, mà nó không mất tác dụng. Ưu điểm của cái rutandihide khi mà sử dụng nhiệt độ thấp là như vậy. Còn hoạt tính của rutandihide nó sẽ gia tăng khi pH tính của rutandihide nó sẽ gia tăng khi pH khoảng 4 đến 8 chấm. Nghĩa là cái pH cao nó sẽ hiệu quả cao hơn so với pH thấp. Tuy nhiên nếu pH quá cao như là từ 9 trở lên đi thì nó sẽ giảm hoạt tính. Thì như hồi nãy mình nói, rutandihide các bạn kết hợp với BKC thì nó sẽ tăng tác dụng của thuốc ha. Cái hóa chất mà rutandihide này nó sẽ tốt gấp 10 lần so với hóa chất formaldehyde nha các bạn. Và một cái đặc điểm nữa, cái loại thuốc này là nó sẽ kìm hãm sự phát triển của ốc ở trong ngao. Tiếp theo mình sẽ nói về hóa chất formaldehyde. Thì cái công dụng của formol á thì nó có tác dụng là diệt khuẩn gam âm, gam dương, virus, nấm, tảo, bào tử và ngoại ký sinh trùng nữa. Hầu như nó diệt bách bệnh nha các bạn. Cái loại này nó sẽ sử dụng tốt trong môi trường hữu cơ, thì đây là cái điểm mạnh của anhydride nhưng lại kém hiệu quả với cái môi trường có nhiệt độ thấp. Thì cái điều này nó ngược lại với rutandihide nha. Còn khi mà các ao các bạn có cái pH cao thì cái formol nó sẽ tăng cái hoạt tính rất là nhiều lần. Vậy khi mà mình đo được cao của mình có cái pH cao nha, hormone này nè nó sẽ diệt được cái tảo, nên trong khi các bạn sử dụng thì cao sẽ mất oxy. Vì vậy nếu như mà ai có cái sủi oxy á thì các bạn cứ bật oxy để hỗ trợ cho tôm cá lại nha. Cái hóa chất này được ưu tiên sử dụng trong cái ao nuôi mà có mức ô nhiễm nặng á thì các bạn nên dùng cái loại này. Một cái lưu ý của cái hóa chất này cũng rất là quan trọng. Trong ngày mà các bạn sử dụng cái hóa chất mà hormone anhydride thì cái ngày đó sau khi các bạn dùng á thì các bạn không cho ăn nha, đồng thời phải thay nước sau 24 giờ, thì sau đó các bạn cho ăn, thì như vậy nó sẽ tốt cho tôm cá hơn. Một cái lưu ý khác á là formaldehyde nó sẽ độc khi ở nhiệt độ cao trên 21 độ C, mà khi sinh độc á thì nó sẽ ra cái loại mà paraformaldehyde. Một cái ví dụ cho các bạn là ví dụ như khoảng 5mg lít của formol á thì các bạn sử dụng xuống ao là nó sẽ loại bỏ 1mg trên lít của cái oxy hòa tan. Như vậy nó đích của cái oxy hòa tan, như vậy nó cũng diệt oxy rất là nhiều nha. Cái lưu ý của hormone anhydride rất là nhiều, nên các bạn muốn dùng thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái biện pháp nào mà cuối cùng thôi. Nếu như cái loại khác các bạn mà sử dụng không hết á, hoặc là trong cái việc mà cải tạo ao trước khi thả thì các bạn nên sử dụng nó. Hiếm khi nào mà sử dụng hormone này lắm các bạn. Vì cái hormone anhydride này theo nhiều báo cáo thì cho thấy cái hormone anhydride này nó sẽ gây ung thư. Cái việc này thì thị trường quốc tế nó cũng đã công nhận. Thì tiếp theo mình sẽ nói về cái iodine. Về công dụng của iodine thì cũng rất là nhiều. Ví dụ như nó hiệu quả trong cái việc mà mình sử dụng để sát khuẩn nè, hay là diệt tảo nè các bạn. Nấm nữa. Cái loại này các bạn có thể kết hợp với muối thì nó sẽ ra cái hiệu quả rất là hay. Một cái điểm mạnh của cái iod là nó là một loại oxy hóa mạnh, nên nó sẽ phá hủy cái nguyên sinh chất mà không gây cái ảnh hưởng đến tôm cá. Nên nó khi sử dụng thì cũng rất là an toàn nha. Các bạn mà có thể sử dụng trong ếch nè, lươn thì các bạn sử dụng nó, iodine này nó an toàn lắm. Còn với thuốc tím thì nó có công dụng là diệt khuẩn, nấm, tảo, thậm chí là các virus gây bệnh cho tôm cá. Thuốc tím nó sẽ làm giảm cái vật chất hữu cơ trong ao nuôi. Khi sử dụng các bạn có thể là tăng cái oxy hòa tan lên thì các bạn sử dụng cho nó hiệu quả. Nước tím nó sẽ khử mùi vị và làm giảm vật chất hữu cơ trong nước. Nếu nước có nhiều phù sa nó sẽ làm trong nước nhờ cái hạt keo điện tới tâm gây ra. Và cái lưu ý khi mà sử dụng thuốc tím thì đây là một loại oxy hóa mạnh, vì thế khi các bạn pha thì cần phải sử dụng ngay. Bảo quản thì không quá 24 giờ, cái thời gian sử dụng là ít nhất là cách 2 đến 4 ngày nha các bạn, thì các bạn hãy sử dụng tiếp cái lần thứ hai. Một cái lưu ý nữa là khi các bạn sử dụng pH thấp nó sẽ hay hơn, pH cao nó sẽ gây độc. Vì nếu mà pH cao thì nó sẽ tạo ra cái MnO2-, như vậy nó sẽ gây độc cho tôm cá. Thì tiếp theo mình sẽ nói về cái phèn xanh. Công dụng của phèn xanh thì cũng rất là nhiều, như là nó sẽ diệt nè, tảo và ký sinh trùng nữa. Cái lưu ý khi sử dụng mà phèn xanh là như thế này: các bạn không sử dụng trong cái thời tiết âm u và khi trời mưa. Sử dụng phải lúc cái pH cao, vì đó là buổi trưa và buổi chiều. Cái pH thấp thì các bạn không nên sử dụng, nếu không nó sẽ gây thiếu oxy vì nó sẽ làm cho mất tảo. Còn sau khi dùng đồng á, thì đồng đó nó sẽ tác dụng trong khoảng 72 giờ trong ao. Nếu như các bạn sử dụng mà liều cao hoặc là thường xuyên sử dụng thì nó sẽ gây hoãn tác dụng thôi, nó sẽ làm tôm cá rất là chậm lớn. Sau đây mình sẽ nói về cái chlorine. Công dụng của chlorine á thì nó sẽ diệt được khuẩn, virus, ngoại ký sinh trùng, nấm, lông tảo và cả vi sinh động vật nữa. Nó diệt được cá đạm nè các bạn. Nhưng mà
Khi mình sử dụng á, các bạn nên sử dụng trước khi nuôi, không nên sử dụng trong thời gian đang nuôi. Nếu sử dụng ở pH cao nó sẽ làm vậy. Khi ao các bạn có cái pH cao, cái chlorine này nó sẽ kết hợp với vật chất hữu cơ, nó sẽ tạo ra acid humic fluvic nữa. Như vậy nó sẽ gây độc nha các bạn. Ngoài ra, chlorine nó có tính bốc hơi, nó tác động mạnh đến cái tầng mặt lắm, nên chlorine thì ít mà sử dụng trong cái việc mà đang nuôi, lý do là vậy. Cái loại này khi sử dụng sẽ làm giảm oxy nha các bạn. Ngoài ra, chlorine thì nó có tính ăn mòn rất là cao, nó có tác dụng mà sát khuẩn rất là tốt. Còn nếu như các bạn mà sử dụng một cái lượng vừa phải thì nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến môi trường và con người hết nha. Như các bạn thấy, các bạn mà sử dụng nước máy thì người ta vẫn sử dụng chlorine thôi, nó cũng an toàn thôi, nó đâu có độc gì với con người đâu. Bởi vì người ta sử dụng với cái liều rất là thấp, có khoảng 0,1 đến 0,3 mg trên lít à. Thì nước chlorine các bạn cứ để chlorine khoảng chừng 24 tiếng đồng hồ thì nó sẽ bốc hơi đi hết à, chứ nó không còn hoài, vì nó là cái chất khí á. Còn khi trời nắng nhiệt độ cao thì không tới 24 giờ đâu thì nó sẽ bay đi hết, thì các bạn cứ lấy nước đó nuôi bình thường. Về tổng quan của hóa chất là như vậy. Hóa chất thì các bạn cứ sử dụng định kỳ khoảng 15 đến 20 ngày các bạn sử dụng một lần. Còn cái trường hợp mà các bạn phát hiện cái vật nuôi bị bệnh thì mình sử dụng luôn mà không cần phải theo định kỳ nữa. Nếu như các bạn nào mà mua được sản phẩm hóa chất mới mà chưa biết cách sử dụng sao cho đúng thì cứ sử dụng phân nửa liều đi. Thì sau đó các bạn cứ sử dụng thêm phân nửa liều còn lại, nếu 30 phút sau mà cá mình đang ổn thì các bạn cứ dùng như vậy. Thì để giảm cái lượng hóa chất khi các bạn sử dụng để tiết kiệm chi phí cho mình thì các bạn cứ hạ mực nước trong ao của mình đi, thì cái liều lượng sử dụng nó sẽ giảm lại. Trong khi sử dụng hóa chất, các bạn cũng nên nhớ là phải chuẩn bị một cái lượng nước sạch sẵn, có cái gì để mình chủ động mình cung cấp nước lại, nó sẽ an toàn khi mà các bạn có sự cố xảy ra. Thì nông nghiệp